mở tiệm tóc là mình vẫn còn tóc đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau này em lấy vợ em là em hết tóc luôn à. Ý nói là về nhà là có vợ xong là không còn một cọng. Dạ. Đúng không? À, không đúng là vậy đâu. Dạ. Bạn thân của nhà bạn thân của em luôn. À, bạn thân của nhà bạn thân. Người yêu cũ thôi. Người yêu cũ. Dạ. Thôi kệ, để cho ông đó bạn thân đi. Bạn thân gì đâu mà nửa đêm gọi cái là ra, gọi cái là ra cô. Tại vì thân đó. Dạ không, cũng là con tưởng ảnh là ông bán trai thẳng. Bắt đầu ví dụ mà vợ em bị tai nạn á, đi xuống Bình Dương mà bị tai nạn. Vợ em thì sợ bị gia đình kiểu dạng lo lắng á. Lúc đó cũng có tình cảm rồi thì em kêu thôi, vậy thôi đi vô khách sạn đi. Ở đó vài ngày đi. Khi nào nó lành rồi về luôn thì cứ nói là đi với bạn bè đi học gì đó. Từ đó không biết là bạn trai thiệt á cô. Mà ảnh làm xong rồi cái ảnh có trách nhiệm lắm, ảnh nói là lỡ mà có bầu thì ảnh cưới. Cũng như cô Vân và tất cả quý vị đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ, em tên là Lê Hồng Phúc, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em làm việc ở Xuân Trường Xuân Lộc Đồng Nai. Em làm salon tóc với ca sĩ hát đám cưới. Salon tóc. Dạ đúng rồi. Hát bài tặng anh đi. Dạ. Đúng rồi. Em hát bài chiếc khăn phiêu đi ha. Được. Ok đứng lên. Chơi luôn. Nghe con chim cuộc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn phiêu. Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng theo gió cuốn bay về đâu. Chiếc khăn phiêu theo chị Hồng theo gió cuốn bay về đây phương chân cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng á, hoa rừng á, khăn phiêu đây. À ơi có phải thắm thiết xuyên nhau, chiếc khăn đây là môi nó xuyên nhau, tới tôi chờ. Hay quá. Giọng lại quá ha. Ôi giọng ngấn. Đã giờ Phúc có tham gia chương trình nào trên truyền hình không? Dạ chưa, lúc thời em là sinh viên em có đi ra đánh acoustic. Ủa vậy anh chơi gì? Em chơi trống ca dông. Nói nghe nè. Mới có 29 tuổi thôi, lý do gì mà tóc đâu hết rồi? Ngày xưa có nhiều tóc không? Dạ xưa em nhiều lắm, trước khi mà em quen vợ em là nhiều kinh khủng luôn. Nhưng mà hình như cái gen đó, em là con trai út trong nhà em 8 anh em lận. Lúc mà mình mở tiệm tóc là mình vẫn còn tóc đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau này em lấy vợ em là em hết tóc luôn à. Ý nói theo là về nhà là có vợ xong là không còn một cọng. Dạ. Đúng không? À, không đúng đâu em được đâu. Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của Phúc nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Ngọc Thúy Vy, con 26 tuổi. Hiện tại là con kinh doanh trà sữa với ăn vặt. Đồ ăn vặt là cái gì? Dạ là bánh tráng này kia cô. Rồi bây giờ cái cơ duyên nào gặp nhau giữa chàng trai hớt tóc và cô nàng bán trà sữa? Ở trước đây là em đi theo sư phụ của em là làm salon tóc ở ngay Bùi Văn Là, vô tình là nhà vợ em cũng gần đó luôn thì qua làm tóc. Trước Vi là tướng mà lem lắm, nhìn múp lắm. Cái gu của em múp múp mà, thì em có để ý, nhưng mà sư phụ em hay nói là khách là chén cơm của mình. Mà cơ duyên sâu á, sao mà bả lại là bạn thân của nhỏ bạn thân của em luôn. Bạn thân của nhỏ bạn thân. Người yêu cũ thôi. Người yêu cũ. Dạ. Nghi lắm. Thôi kệ, để cho ông đó bạn thân đi. Bạn thân gì đâu mà nửa đêm gọi cái là ra, gọi cái là ra cô. Tại vì thân đó. Nhưng mà Vi khi mà vô làm tóc ở tiệm sư phụ của Phúc á, dạ, thì có nhìn thấy ảnh không? Và có được ảnh làm cho mình lần nào? Dạ ảnh không có làm cho con. Đồng nghiệp làm chung với ảnh là làm cho con. Lúc đó là ảnh mặc đồ phong cách lắm chú, màu mè nữa. Nhưng mà con thích cái style của ổng không? Dạ không, cũng rồi con tưởng ảnh là ông bán trai thẳng. Ảnh bật nhạc lên ảnh nhảy. Khi nào em lấy chồng, em chưa lấy chồng á chú. Xong rồi có tóc không? Dạ còn tóc mà đội nón, phong cách chúng hip hop lắm chú. Về sau con mới biết là thích đội nón là tại vì không có tóc trên đội nón. Mà ban đầu là nghi là rồi. Chị em. Dạ đúng rồi, con tưởng là chị em. Nó nhảy sao mà con tưởng nó bơ đơ. Dạ, ảnh nhảy dáng bơ đê cô. Nhảy dáng bơ đê cô. Dạ đúng rồi, giống như cái bài mà bao giờ em lấy chồng. Dạ đúng rồi. Ảnh giả gái nữa, ảnh nhảy giống như con gái vậy á cô. Đó. Xong rồi cái con đi chung với bạn, xong rồi ảnh lấy cái kính đó, ảnh đeo vô mắt con, xong rồi cái anh chụp hình đăng lên Facebook là thương lắm nha. Mà lúc đó hai người chưa biết gì nhau hết trơn á. Mà con để yên cho ông chụp luôn. Dạ. Không, lúc đó là đã thích rồi đúng không? Dạ đã thích rồi, nhưng mà tính em hay nhây nhây á. Bao lâu thì con mới có cảm tình với ông? Con gặp bạn cũ của con là bạn thân của ảnh là nhỏ hồi nãy ảnh kìa. Nhỏ là, anh nói đó. Cũ dạ. Xong rồi cái chị đó mới dẫn con qua bên đây làm tóc, thì con nói ủa chỗ làm tóc này con biết. Con qua ảnh nói chuyện con, rồi xong ảnh nói là anh tặng cho em cái gói hấp dầu. Bữa sau con qua con hấp cái ảnh kêu là con đứng để anh chụp cái mẫu tóc. Xong con coi lại cái điện thoại á, tóc không chụp mà chụp ở từ ở phần lưng xuống dưới không à. Cho chụp cái lưng của người ta vậy. À, anh chụp cái đuôi tóc của anh. À, thì đó, anh chụp cái mông của con. Anh chụp cái mông của con á. Anh chụp mông của con. Cái vụ hẹn hò. Bắt đầu cái vụ mà vợ em bị tai nạn á, đi xuống Bình Dương mà bị tai nạn. Vợ em thì về sợ bị gia đình kiểu dạng lo lắng á. Lúc đó cũng có tình cảm rồi. Thì em kêu thôi, vậy thôi đi vô khách sạn đi. Ở đó vài ngày đi, khi nào nó lành rồi về luôn thì cứ nói là đi với bạn bè đi học gì đó. Thì em nghĩ đi, cái không khí ở trong khách sạn nó u ám không, thì chuyện gì tới nó tới. Lúc mà ổng đề nghị đi khách sạn con có giật mình không? Lúc đó con bình thường, tại mình bị tai nạn mình đâu có nghĩ là người ta vô chổng làm gì mình đâu. Là chứ mình bị tai nạn mà nó còn thừa đứt độc thả câu không? Từ đó là con biết không? là con trai thiệt đó cô. Mà ảnh làm xong rồi cái ảnh có trách nhiệm lắm, ảnh nói là lỡ mà có bầu thì ảnh cưới. Con bất ngờ không?
Dạ bất ngờ. Đúng một không mà lúc đi chung con men men rồi à. Mấy trên 10? Trời thấy coi thấy em yếu yếu vậy thôi á, ốm ốm vậy thôi, yếu yếu chứ em yêu mạnh. Tôi không hỏi đương sự. Cũng được 8 điểm rồi. Rồi 8 trên 10 là trời, bởi vì cho nên bởi vậy mới bất ngờ đó. Bởi cho nên là thông thôi, 8 trên 10 là vũ bão lắm. Bây giờ nghĩ là nắm kẻ có tóc đó, đừng nắm kẻ chọc đầu nha. Lúc mà em kêu à, lỡ cái gì á, có bầu á thì cưới. Em cũng suy nghĩ lại kêu mới 23 tuổi mà cưới gì. Em quay tới quay luôn em đi mua thuốc liền. Mua đồ ăn cho con ăn no trước, xong rồi cái ảnh mới đưa viên thuốc ra, ảnh kêu con uống. Rồi lúc đó thì suy nghĩ con mất luôn. Uống luôn. Dạ con uống luôn. Tại lúc đó con cũng còn nhỏ. Vậy là con bị thương mấy ngày? Dạ. Dạ con bị thương 2 ngày. Có 2 ngày bị thương thôi. Dạ. Nó bị thương 2 ngày nhưng mà nó được thương cả đời. Sau đó có công khai với sư phụ không? Dạ có. Đêm về làm kế toán luôn anh Thuận. Lúc đó nguyên cả ở dưới quê chồng con là ai cũng tưởng con có bầu trước hết á. Nhưng mà không có. Vợ chồng con quen nhau với lại nhau chưa tới 3 tháng nữa. Bên nào muốn cưới sớm vậy? Dạ cái hôm đó thì em dẫn bà Vi ở về. Thì mẹ em kêu cưới không? Tại vì em là em út nữa. Em cứ lên Sài Gòn là bà. Thì mẹ em cứ lo sợ hư nè, để làm ở trên đây sợ hư. Chứ không có ai nấu cơm cho ăn nữa. Tại em ở một mình nữa. Kêu thôi cưới mày cưới đi. Em cũng luôn. Tại lúc đó tóc em nó đang rụng nữa, em sợ nó rụng hết tóc nó xấu không ai cưới nữa. Đâu có ngờ là cạo rồi đẹp hơn đâu anh Thuận ha. Vậy là 3 tháng vậy là quá trời sự kiện đúng không? Dạ. Ví dụ như 1 tháng gặp nhau. 1 tháng là tìm hiểu, quen nhau. Tháng tìm hiểu. Quen nhau thì dẫn đi xem phim này kia cô, là anh không nắm tay, không hôn gì hết trơn á. Xong lúc mà đồng ý quen nhau á, lúc đó là con mới tai nạn. Con tai nạn xong lúc đó mới khám phá. Là 1 tháng khám phá. Dạ. Xong rồi cái qua tới tháng thứ 3. Dạ tháng thứ 3 là dẫn về quê ra mắt. Là lúc đó là con kết với chồng con. Má chồng con vô là má chồng con nói là hai nói con nghe là hai đứa có thương nhau thiệt không này kia. Là lúc đó là má chồng con cũng sợ chồng con cũng không phải là con trai. Tại vì lúc đó chồng con cũng chơi với con trai không mà. Tới má mà cũng nghi luôn hả? Tới hai mà cũng nghi luôn hả? Trời quay clip giả BD lắm. Nói chung là từ tình yêu cho đến hôn nhân là nó suôn sẻ, không có một cái vì gặp gờn sóng gió. Đốt cháy cái giai đoạn cưới mà. Tại lúc đó em cũng nghĩ là mình đã trưởng thành rồi đó, cưới đi không sao đâu. Chứ em chưa nghĩ tới vấn đề là tiền bạc, cơm áo gạo tiền hết. Tại em út nữa, hồi đó em ở sướng lắm. Chị em bên Mỹ cũng lo cho em nè, mẹ em cũng lo cho em luôn. Khi lúc mà em cưới rồi đó là chị em bên Mỹ bà cũng bất ngờ luôn. Chị em ở bên Mỹ là vẽ cho em một cái tương lai luôn rồi. Thì sau này cưới em cảm thấy nó lúc mới là áp lực. Áp lực là chuyện gì? Tiền bạc, đúng công nghiệp, công việc. Công việc lúc đó em cũng chưa kiểu dạng là thợ cứng nữa. Vấn đề chính là kinh tế. Rồi có gây lộn. Em bỏ đi chắc 6 tháng à? Dạ. Là sau khi cưới là là em bỏ đi 6 tháng. Tại sao vậy? Lúc đó là hiểu lầm đó cô, không có thời gian tìm hiểu nhau. Thì lúc đó là tự nhiên bạn trai cũ của con nhắn tin, thì nhắn một cái tin nhạy cảm á, con hay online Facebook con trong điện thoại của chồng con á, mình không có thoát ra thì mình nghĩ mình trong sáng mà, thì chồng con vô tình vô thì đọc được, thì lúc đó là mới gây ra hiểu lầm. Làm lúc làm tiền bạc không có, em bán hết vàng cưới rồi bán hết mà để lo mà. Em cứ đi làm có về nhà có nghe là tiền tới đóng cái này đóng cái kia, áp lực kinh khủng anh. Đó giờ em đâu có kiểu dạng là lo về cơm áo gạo tiền đâu, mà em vẫn muốn em về quê. Nhưng lúc đó em ngang lắm, em phải làm ở trên đây, công việc của em chưa được cái gì hết mà em không có về. Em về em mệt mỏi rồi, em đã áp lực rồi, em đọc được cái tin nhắn nữa nó sẽ dâng trào. Lúc đó em gây lộn, em cãi lộn mà ồn ào đến mức mà em với anh ba vợ em đánh nhau. Mà em bỏ về Ninh Thuận, về quê nội của em cứ đi vòng vậy đó. Em bỏ nhà đi 6 tháng. Sáu tháng rồi lúc đó vợ lúc đó sao sức nhà chồng chả gì nơi sản xuất. Lúc đó con cũng buồn, tại lúc đó mình mới vừa cấn bầu. Em đi á, em có biết vợ em đang cấn bầu không? Bắt đầu em đi rồi đó, em mới nghe. Mà em cũng không có tin, em sợ là vợ em nói như vậy. Nghĩa là đi về rồi không? Chứ không có biết là cấn bầu. Nói để kêu mình về đúng vậy không? Đó, em cứ nghĩ như vậy thì em cứ đi. Sau này chụp siêu âm rồi đó đưa em á, em mới tin. Tại sao em lại quay về? Trách nhiệm. Nếu mà không có đứa con em á là hai chồng chắc sẽ không quay lại. Rồi lúc em quay về thấy vợ cái bụng bầu to như vậy á, bự 7 tháng rồi, cái cảm xúc nó là sao? Vẫn thương á, nhưng mà em vẫn tỏ ra thái độ nha, thờ ơ, nhưng mà thật sự đó em thương kinh khủng luôn. Thứ nhất là bé này còn rất nhỏ, lúc đó là con 20, con hai mấy ta? Con 22 à. Lúc gặp lại ảnh em có giận rất nhiều không? Ý là con không giận, cũng nghĩ là lúc đó hai đứa cũng còn nhỏ quá, lúc mà hai đứa lúc đó chưa có yêu nhau. Ảnh thấy con mang bầu to vậy á, xong rồi cái ảnh cũng suy nghĩ lại. Đó là con kiểu dạng con ăn chay luôn á con. Con 3 tháng mà nhìn con giống như là không có bầu vậy á. Mà cứ lúc mà con đi tìm ảnh á là... Tìm ở đâu? Sau là ảnh về bên cái tiệm tóc của... Về ở trên sư huynh của em. Dạ, sư huynh á. Thì con có đi qua bên đó, mà ảnh cũng không gặp con luôn. Trốn hả? Ảnh không gặp con luôn, thì con đứng ở ngoài á. Thì lúc đó ảnh nhìn thấy con ốm á, thì ảnh xót là con ốm hơn lúc mà mới quen luôn á. Là có bầu mà tại sao mà ốm vậy? Con cứ không gặp thì con cứ gặp vậy đó, con lì. Con nói là đi khám này khám kia, rồi xong ảnh chở đi khám á, rồi xong rồi ảnh dẫn đi ăn đi uống,
lại để bồi bổ cho con, rồi xong rồi hai vợ chồng mới lành từ đó. Lúc đó về thấy vợ bầu bì vậy, rồi có thấy là mình có lỗi rồi, có xin lỗi vợ không? Lúc đó em xót anh, nó nhìn mà người đàn ông nhìn vô thì xót, thương nữa, mà giờ không biết giải quyết theo cách như thế nào là nó tốt nhất, thì em cứ thôi cứ đúng ngày đúng thì là em chở đi, từ 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 cứ hai dòng xích gắn kết lại, từ từ hiểu nhau hơn, từ đó là trải lòng hơn nhiều á. Bé đó là bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Rồi hai đứa lại tách ra đi kiếm nhà trọ ở riêng hay là em về ở chung với bên đây bên nhà ba mẹ? Ba mẹ. Dạ là lúc đó về nhà con ở luôn. Đó, về nhà ba mẹ ở luôn ha. Con sanh em bé được một tháng thì lúc đó là má chồng con mới kêu về hai đứa về quê lập nghiệp. Lúc đó là má chồng con cho nhà với lại mở tiệm tóc cho chồng con luôn á. Lúc đó là tụi con mới bắt đầu về quê để lập nghiệp. Bây giờ là ngon rồi đúng không? Chính vì nó ngon quá cho nên thêm đứa thứ hai nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Sao con trai con gái? Dạ gái luôn. Rồi giờ tới cái phần kia đi. Ừ, giờ chắc phải cho bé vợ nói trước. Ông này có bao nhiêu tật xấu? Ảnh nhiều đam mê lắm. Giống như là ở nhà có 3 con chim rồi mà còn đem chim về mà nuôi quá trời nữa. 3 con chim là con với lại hai đứa nhỏ con đó. Dạ. Rồi đem con chim thiệt về hả? Dạ, đem quá trời chim thiệt về. Ông đam mê nuôi chim. Dạ, đúng không? Rồi, mê chim. Quỷ đen để mà đi mua chim mới ghê đó cô. Là phải có quỷ đen mới mua được. Dạ, đúng rồi. Chim xịn là mắc tiền lắm. Dạ, đúng rồi. Ảnh làm ngày hôm đó 3 triệu thì ảnh giếm lại. Siro bộ phế Nam Hà, chỉ khái lộ không đường, thích hợp cho người kiên đường, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Em nhớ là em nhét vô 2 triệu á, 2 triệu trong cái bóp em nhét sâu rồi em để trên bàn, đứa con em đâu nó lục ra thấy tiền nó đưa cho mẹ nó, nó quỷ đen quỷ lòi ra mới biết chứ sao mà biết được. Lúc mua chim á thì cằn nhằn ghê lắm, mà lúc em bán em đưa tiền á bà cười tít mắt à đi á. Đó chỉ biết bà vợ là gì đó. Đam mê gì nữa? Dạ đam mê ca hát. Ôi, dạ, có khi nào là được đi. Bỏ thợ đi hát đúng không? Dạ, bỏ khách đi hát cái ngày mà làm đông thứ bảy chủ nhật là đông á, là ảnh nghỉ ngày đó luôn, ảnh đi hát luôn. Là có show là đi đó. Dạ có show là đi. Có thợ làm không? Dạ không. Thì là một mình ổng vừa làm chủ vừa làm thợ luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ kim là cái bữa thứ bảy cho trà sữa luôn. Thứ bảy chủ nhật là thường là đông khách nhất. Dạ đúng rồi. Mà ổng vẫn đi hát. Dạ. Mà đi hát chắc tiền nhiều hơn là cắt tóc hả? Dạ không, đam mê mà chú. Nhiều khi mấy đứa bạn thích em vui tính rồi đi lên đồ quậy rồi đó không? Kêu thì em đi thôi, lâu lâu em mới đi chứ. Chừng cái ngày chủ nhật đó là em sắp xếp hết rồi em mới dám đi. Nhưng mà qua lời cổ kể đó là giống như thứ bảy chủ nhật nào cũng đi hết á. Không. Rồi bây giờ mong muốn Phúc thay đổi điều gì? Mong muốn là chồng con á là bớt mấy cái đam mê lại, quan tâm vợ con nhiều hơn. Chứ mà... ngoài ra thì con thấy chồng con cũng biết lo lắng phụ con này kia. Nhưng mà có chăm sóc hai đứa con gái, có chơi với hai đứa con gái không? Hai đứa con gái là ảnh chăm sóc nhiều hơn con luôn á. Ảnh tắm con, rồi ảnh cho con ăn, sáng là đưa con đi học để cho con ngủ. Cái đam mê của nó dễ thương mà. Phải chi mà đam mê mấy cái mà tủ sách nè, chơi game nè, đúng rồi. Liền đó. Con tức cái là xạo con, ví dụ mua chim thì mới thì nói vợ mình có sao đâu. Anh này cho, anh kia tặng. Không phải đâu, thường mấy ông chồng là sợ nói ra tiền cái mấy bà vợ cằn nhằn. Đúng rồi. Phúc nó cưng. Chỉ giảm bớt cái cằn nhằn thôi. Quá cằn nhằn đi, cằn nhằn. Vậy mà cằn nhằn á là em làm không có được. Khó chịu lắm. Mà ngày đó vợ em mà vui cười tí em phấn khởi lắm, nó kỳ á. Đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Có bừa bộn không? Có bừa bộn bê bối không? Có bừa bộn nha. Thí dụ, ý là uống nước nè, hay ăn cái gì á là để trên bàn làm việc của em không à? Ai dẹp? Em dẹp. Em dẹp. Em nói bao nhiêu lần cứ ừ xong rồi là cũng thôi. Ghen mà không có ra mặt. Giống là em ngày bữa em làm cho khách, khách đó cũng xinh. Thì em làm hơi lâu tí xíu, nói chuyện hơi cười, bà ra bà đóng cửa cái đầm. Ghen kiểu ghen tự kỷ đó. Bạn nhỏ kia giật mình. Ghen mà không có lý do để ghen á em. Bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Bớt tắm đêm lại. Nguy hiểm nha. Với sắp xếp thời gian cho nó kiểu dạng sớm càng tốt. Tại vì vợ em tối phải là nấu trà sữa, nấu tới 12 giờ khuya lận anh. Không, cái này anh Thuận khuyên thật lòng, không nên. Đúng rồi. Con nấu xong rồi cái đổ mồ hôi á cô chú. Hiểu. Xong rồi cái con phải đi tắm, mà tắm không tắm là không ngủ được. Nguy hiểm lắm. Trước khi con nấu con tắm. Dạ. Con nấu xong mồ hôi ok đúng không? Dạ. Con lau mình xong con xài cái phấn rôm của em bé. Dạ. Là người mình nó không hề bị nhớp nháp, không đúng. Hề bị cái phấn rôm của em bé. Trời ơi con sức con chồng con chịu mới nổi. Mong muốn điều đó là hoàn toàn chính xác. Dạ. Dạ. Thôi chúc cho hai vợ chồng nghe, công việc sẽ phát triển hơn nè. Đó, thuận lợi mọi thứ nè, yêu nhau nhiều hơn nè. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Tên là Vũ Thị Mỹ Linh, em năm nay 29 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ. Em tên Nguyễn Thành Công, em năm nay 30 tuổi. Em công việc hiện tại của em là công an. Hai bạn quen nhau thì như thế nào? Má em hôm đó đi tập thể dục thì có tâm sự với một cô trong xóm trên, sao mà con em giờ nó chưa có chịu chọn ai rồi. Thì vô tình thì mẹ của ảnh cũng cho số điện thoại nó. Thôi giờ con chị với con em thử coi tìm hiểu như thế nào á.
Rồi em, cái hoàn cảnh của em có giống cô dâu không? Sau khi một thời gian là em chia tay bạn gái, ba mẹ cũng hay có nói ý này kia, kêu là cho em số điện thoại, nhưng mà em cũng chưa liên hệ. Đến ngày lễ 29 á, buồn buồn cái nhắn tin thử làm quen coi làm sao. Thế là gặp đi uống nước luôn. Vậy á, rồi gặp em có ấn tượng không? Tại vì thấy bà xã đẹp quá trời. Bây giờ nhìn thế thôi chứ lúc mà gặp lần đầu tiên á, nhìn giống bà Thiếm, bác thị á. Trời ơi, người ta xinh đẹp sao gì vậy? Mà nói giống bà Thiếm. Bộ em bới tóc đi chơi hả? Dạ. Cũng bình thường gì thì em cũng bới tóc lên rồi mang mắt kiếm cận. Bới củ tỏi ở đây hả? Không ngờ, người ta ăn vận lịch sự như vậy. Anh ấy lại cho rằng giống bà Thiếm. Cái này là không phải mình em có nhận xét đâu mà bạn học của vợ em là cũng, cũng nhận, xét nhận xét như thế. Thôi, còn em thì ấn tượng ban đầu nhìn anh này thì nha. Khi mà em ra em thấy ảnh á thì mặt anh đơ ra, không cười, không nói, không gì hết. Nhìn vô hồn vậy đó, thì em tới em hỏi là anh phải anh công không? Thì cũng anh gì đó. Cái là đi, em thì em cứ nghĩ là đi ra quán nước, uống nước để nói chuyện. Nhưng mà không ngờ là ảnh dẫn ra chỗ một cái bờ kênh uống nước mía. Thì em mới ngạc nhiên, ủa sao kỳ vậy? Cho nên là em không ấn tượng gì nhiều về ảnh hết. Nhưng mà khi nói chuyện á thì cũng có thấy rằng là ảnh cũng hiền, không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Mà chị cảm giác á, như chắc là tình yêu của tụi em á là không có sóng gió gì đâu ha. Từ lúc quen nhau cho tới lúc cưới là 6 tháng thì chia tay 2 lần. Lý do? Em với ảnh là hay tập thể dục buổi sáng, có sắm 2 cái cây vợt để đánh cầu lông. Cái lần đó là em bị quẹt xe thì đau chân bông gân không có đi tập được, thì để ảnh đi một mình. Nhưng mà một tuần sau thì em có gặp chú bảo vệ ở gần đó, thì chú mới nói là may nhé, trong mày là lăng nhăng với con khác nhé. Em mới hỏi tới một tí nữa thì chúng mới nói là buổi sáng là anh có đánh cầu lông với một cô. Nhưng mà đánh lúc sáng tờ mờ sáng là 4:30. Thế em mới bực quá. Tức là 4:30 sáng. Dạ, 4:30 sáng á. Dạ. Thế em mới bực quá thì sáng em mới lặng lặng đi. Thì thấy hai anh chị đang đánh cầu lông mà cười. Em có say nắng vào lúc 4:30 không? Say nắng lúc vô vận động viên mới. Không. Say sương, say sương. Tại vì 5 giờ trường mới mở cửa, 4:30 cửa còn đóng, sao em vô mà em đánh được. Như vậy là tất cả mọi thứ là do cái ông bảo vệ đó. Nên em bị chia tay khi em thấy lý do nó không hợp lý nên em không chấp nhận cái điều đó. Mà không được quyền chia tay đúng không? Dạ. Như lần thứ hai là lý do gì? Cũng vì ghen anh. Mà lần này là có đánh cầu lông không? Không, lần này thì ảnh lại nhắn điện thoại với lại cô giáo của cháu. Chào cháu của em. Cháu ạ, ảnh. Chị thấy thương công quá. Nãy giờ em bị đơ hoài, em phải biện hộ cho em đi. Hết đánh cầu lông 4:30 sáng vậy nhắn tin cho cô giáo của cháu là sao? Cô giáo thì chặt em. Thì em thật ra lúc đó là em ở trong phòng trong nhà chứ đâu có nhắn tin gì hết. Nhưng mà vô tình tin nhắn đến. Rồi vợ em lại xem. Rồi em cũng không trả lời. Tại vì vợ em thích trả lời như thế nào cho vợ em nhắn luôn. Tại vì em đâu có gì đâu. Rồi sao được? Thì em nhắn đi thì họ nhắn lại nói là anh có yêu Linh không? Nếu anh không yêu thì thôi đừng cưới. Thì do là cái cuộc tình tụi em nó mang tính chất là theo ý ba mẹ trong nhà vậy đó, cho nên tình cảm nó cũng chưa có xác định được. Thì sau cái lần thứ hai đó là em xác định chắc chắn là em chia tay. Tại vì mình cũng đâu có yêu thương nhiều đâu. Thì ảnh mới tới năn nỉ thế nữa kia, rồi khuya 11, 12 giờ cũng năn nỉ. Thì em bắt đầu em mới làm hòa lại. Lúc đó là em đã yêu vợ em rồi mà đúng không? Em lúc đó em thương rồi. Cái thứ hai là mình nghĩ là thôi, đàn ông mình cao thượng mà, chịu thiệt tiếc mà. Thế là cuối cùng xong đó hai đứa cũng hòa. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? Sau khoảng 2 tháng. Nhưng mà tụi em á lấy nhau xong rồi á thì là có cảm thấy là yêu nhau hơn nhiều so với cái thời gian mình tìm hiểu không? Dạ, khi tụi em lấy nhau thì em cũng thấy mến ảnh. Mến vì lý do là ảnh không nhậu nhẹt, cũng có trách nhiệm với gia đình, rồi cũng biết lo phụ em một số việc trong nhà. Nhưng mà lúc mà khi em vừa có em bé tháng thứ 3 thì anh đi công tác 3 tuần thì đúng là cái thời điểm đó là em thấy là mình yêu ảnh thật lòng. Bởi vì thấy nó rất là trống trải khi mà ở bên nhà chồng mà chồng đi rồi về ói này kia, ngán này nọ, rất là mệt. Mà không có ảnh nữa thì thôi khóc suốt rồi bắt gió liên tục luôn. Thì em mới nhận thấy là lúc đó là em yêu ảnh rồi. Tức là khi mà xa nhau rồi mới biết là là mình yêu. Như vậy là nãy giờ nghe em nói là thấy là sau khi lấy nhau á, em toàn thấy tính tốt của chồng thôi à? Chứ đâu có thấy tính xấu nào đúng không? Khi mà lấy nhau á, em bất ngờ khá là nhiều về tính cách của ảnh. Khi đeo đuổi thì em sao, rồi quà tặng này kia. Nhưng mà khi lấy về rồi thì không còn quà tặng nữa. Mà thay vào đó là cái nguyên lý cần câu với con cá. Là sao? Trước khi lấy á, thì ảnh nhiều, em thích nuôi cá phướng thì ảnh cũng mua cá phướng về ảnh nuôi. Em thích gấu thì ảnh cũng tặng gấu, em thích gì thì ảnh lấy. Nhưng mà khi lấy rồi thì hoàn toàn không còn gì nữa hết. Em mới hỏi là tại sao mà nhắn tin anh cũng nhắn, mà gọi điện anh cũng không gọi, hay là quà cũng không có. Thì ảnh mới nói là có khi nào em thấy mà câu được cá rồi mà vẫn còn mồi không? Câu này sao thấy nhiều cặp xài quá. Nhiều. Nhưng mà chị hỏi là trong cuộc sống vợ chồng á, thì ai là cái người mà hay ghen? Dạ, em. Thấy em chồng
Em ghen, nhưng mà ghen thì em sẽ ghen theo hình thức như thế nào? Và em sẽ ghen theo kiểu vu vơ, không có căn cứ mà. Có kiểm soát em không? Dạ, có thì... lén đọc điện thoại, tin nhắn. Cũng có đọc tin nhắn em. Em cứ để điện thoại mọi thứ, thích coi gì coi à. Rồi. Có thói quen là anh xóa hết anh ơi. Tức là bây giờ cho xem nhưng mà tin nhắn xóa, email xóa, cái gì cũng xóa hết. Dạ. Đâu có đúng rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Bởi vì nên thôi cứ để gì đi đâu có gì đâu. Đúng không? Bây giờ cho coi không lẽ giờ mình để tại vì em nha. Giờ em có cho em đọc ngược lại giống như em không? Thì vợ em cũng để em thích đọc đọc thôi. Thấy tin nhắn nó nhiều quá, nó đầy quá thì tính em hay thích xóa. Em xóa dấu vết á. Xóa giùm vợ không xóa cho nó không có đầy đầy máy. Dạ thì cũng cái câu chuyện này là mà hai đứa gây nhau cũng kịch liệt luôn. Lần đó là em chuyển từ phòng vị trí phòng này qua phòng ban khác thì em cần những cái dữ liệu mà em đã lưu trên email rồi. Đó, thì tới khi mà em qua phòng mới thì em mở email ra là không còn gì nữa hết. Em bực không chịu nổi bởi vì trước khi cưới đã gây nhau rồi là ảnh đã lén coi nhật ký của em rồi xong rồi ổng này trêu chọc em nữa mà trong khi đó là ảnh đã cam kết là không xảy ra thêm lần nữa, không coi nữa. Thì lần này là ảnh lại xóa hết của em. Xóa thì em hỏi là ảnh thì ảnh nói là email thì xóa hết chứ để làm gì cho nó nặng email. Ngày hôm đó em đi làm về cái xong em mới gọi ảnh lên lầu vào phòng nói chuyện. Em mới hỏi anh là tại sao anh xóa dữ liệu của em. Anh không nói gì nữa hết á. Mà lúc đó em máu điên của em nó lên lồng lộn luôn rồi. Lúc đó là không có gì để giải tỏa hết. Thì em thấy bên kia có một cái con gấu bông của ảnh mà hồi xưa là anh không cho đụng những gấu đó, chắc là người yêu cũ tặng. Thế là em mới bực quá, em mới nhảy tới em lượm con gấu đó xong rồi em xét thằng năm ảnh luôn, xét thằng bận con gấu đó sao? Con gấu lại không cho đụng. Dạ, của người yêu đầu tiên em tặng. Mà em biết không? Thì đoán thôi, nhưng mà những hành vi của ảnh thì làm cho em cảm thấy là ảnh xâm phạm cái quyền riêng tư của em. Thì khi ảnh xóa dữ liệu của em rồi nấy thì em cảm thấy rằng là em phải là gây một cái gì đó tổn thương cho ảnh. Lúc mà xé cái con gấu mà kỷ niệm mối tình đầu của em vậy em đứt ruột không? Vợ em đang nóng mình nhường nhịn đấy. Bây giờ con gấu đó đâu rồi? Để cho con chơi. Thì em may lại rồi em cho con chơi. Trời ơi, em cái ghen của em dễ thương quá mà cao thượng ghê. Gặp chị là chị giật từng rác luôn rồi đó. Còn cái tật xấu của vợ em thì sao? Rất là kỳ tính. Cái thứ hai là rất là chậm, lâu lâu lại mất trí nhớ tạm thời. Nên dặn cái gì cũng quên thôi. Tội nghiệp, coi như người ta đã bị cái bệnh mất trí nhớ tạm thời. Người ta biết vậy, người ta ghi tất cả mọi thứ vô email đi, xóa sạch email. Rồi giờ nếu như em muốn chồng em thay đổi thì em mong muốn điều gì nhất? Dạ bớt xi năng với lại bớt càng ràng đi. Ví dụ như là ngày hôm đó là buổi trưa đi, trời là mây đen xám xịt coi như là mưa rất là to, thay vì đi đóng cước điện thoại thì có thể qua hôm sau cũng được, nhưng mà không, xắt xe đi và bắt đầu đi. Đi xong về mà khỏe không nói, nhưng mà thường mà anh làm những gì cố quá thì anh hay bệnh. Ví dụ như ngày hôm nay là dạ, như có hôm bệnh nay không? Là đang bệnh. Dạ. Vì nghe cái giọng rất là yếu và dường như anh thấy cái thần sắc của em như đang mệt mỏi. Dạ, tối qua anh đi cấp cứu. Quá cố sao vậy? Ảnh cứ lo làm việc này việc kia rồi trên cơ quan rồi xong rồi cuối tuần vừa rồi cũng đi leo núi quá sức, thế là đêm về là sốt luôn. Rồi còn phần em, nếu mà em muốn vợ em thay đổi là thay đổi cái gì? Đừng có kỹ tính quá, giống như là một cái chai thuốc nhỏ mũi á, để mới có 2 tuần mà nước muối mà nó đâu có gì hư đâu, nhưng mà không phải thay là chai khác. Trời ơi, một người thì muốn là kia bớt xiên, mới người kia bất kỳ. Không, đây nè, thực ra như vậy, chị thấy á, những cái điều mà tụi em mong muốn thay đổi á, thực ra nó là một cái bệnh nghề nghiệp á. Tức là ví dụ nha, ông xã em á, cái mà siêng năng đó thực ra là không phải là siêng năng, mà là việc gì ra việc đó. Ví dụ như việc của ngày hôm nay là không để qua ngày mai, mà cái đó là cái kỹ năng trong cái nghề nghiệp của ảnh. Cho nên rằng riêng chị thì chị thấy rằng em đừng có ước ảnh làm cái siêng năng đi. Mà chỉ có ước một cái điều là anh làm thì tốt, nhưng mà anh phải giữ sức khỏe. Ví dụ như là công việc nhiều quá thì có thể em bổ sung C mỗi ngày cho ảnh, ví dụ vậy, để cho anh có sức khỏe. Còn cô này á, em đã xác định vợ em là lâu lâu mất trí nhớ tạm thời, mà cổ kỹ như vậy thì cô mới bổ sung được cái việc đó của cổ. Chị nói thiệt, cái vấn đề nước muối đó, đừng có nói là nó không hư. Một khi em đã mở ra rồi, không khí nó vô rồi thì cái gì nó cũng sẽ bị nhiễm khuẩn hết á. Cho nên cái việc mà kỹ cho em bé là cái điều cần thiết, phải khuyến khích cái việc đó. Cho nên là hai cái điều mà các bạn mong muốn nhau thay đổi thì nếu mà đứng về mặt chị thì chị thấy là đừng có ước cái điều đó. Mà bây giờ phải update cái trí nhớ lên, tức là bổ sung về thuốc về não, đây là bổ sung về đề kháng. Đó. Rồi, cảm ơn hai bạn. Dạ. Em xin chào MC anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay của vợ chồng Soạn. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Minh Khoa. Thì em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hải Phòng. Thơm dược trời hoa phượng đỏ. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39. À 39, ở khoa làm ngành nào? Em kinh doanh bất động sản. Em tên vậy gì? Là khoa nhỏ tuổi hơn em đúng không? Nhỏ hơn em tới
4 tuổi. Ừ. Bởi vì nãy mới ra là chào bạn liền đó. Tại vì thấy sắp sắp rồi đó. Sắp sắp ngang ngang nhau. Rồi xin mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả của đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em là Nguyễn Hằng. Em cũng hiện tại em đang ở Hải Phòng và công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Dạ năm nay em 34 tuổi. Dạ. Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen và rất là hot ở trên Facebook đúng không? À, dạ. về mỹ phẩm của em. Dạ. Em có được một phút để giới thiệu về sản phẩm của mình á, mời em. Em kinh doanh cái sản phẩm đó là như thế nào? Dạ em thực ra thì em cũng cái này nó là cái duyên ấy ạ. Tự dưng là cái nghề của mình nó tự dưng nó tìm đến mình. Ừ. Trước thì em kinh doanh rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau nhưng mà nó là cái duyên đến với em, nó là cái khi mà gia đình mình ấy có người bị bệnh là dùng cái những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thì cái đấy nó là cái mà gia đình của mình có những người khỏi bệnh thì sau đó thì mình mới làm những công việc đấy, thì mình thấy rằng là cái đấy nó ý nghĩa quá. Ừ. Khi mà mình vừa làm mà mình vừa được, tức là mang giá trị lại cho những người khác, thì đấy là cái nó là cái duyên của em. Hiện tại bây giờ thì công ty của em hiện tại đang là có gần 70 sản phẩm riêng của công ty em. Ồ, em đợi xíu. Dạ. Anh Thanh đang bị trục trặc. Hãy trong này à? Khoa vô rồi nào? Em vừa hôm qua. À, sân bay có bị kẹt không? Sân bay có đông không? À, không bình thường. Sân bay em vào trong Tân Sơn Nhất á, có dạ. Bị em thấy đông không? Đông á, đông á. Có đông. À, cũng đông nhưng mà không phải không. Hôm cách đây 2 hôm là ngoài kia kẹt cứng. Sao kỳ? Thì có đường lúc mình di chuyển đến sân bay về. Biết sao không? Cái mùa này á là Việt Kiều năm nay về nhiều lắm. Nhiều lắm. Kẹt Việt Kiều năm nay là người ta nói cả 150.000. 150.000 là một ngày á. Ờ, nhưng mà về cả triệu mấy người luôn đó. 150.000 em nói là một ngày á. Em tưởng tượng đi 150.000 chứ. Cho nên là dễ bị kẹt, nhưng mà đó là bên quốc tế thôi. Bên quốc nội đâu có gì đâu. Kẹt cứng luôn. Thì lúc đó em có từ hai hôm trước sân bay về khách sạn thì nó mới tắt đường thôi. Trời ơi, đường phố Sài Gòn mà bây giờ 6 giờ mà 6 giờ 15 chị đi nó cũng kẹt. Chị biết rồi, trời ơi, kẹt cứng cừng cừng luôn. Cái đường Phạm Văn Đồng mà trời ơi, nó bự vậy đó mà 4-5 lần là xe. Chị phải đưa con Mỹ Ngô đi học á. Thì đó, sáng chị phải đưa đi học xong rồi. Nhưng mà ngày thường thì sao? Thì cũng vậy. Ok. Nó lớn rồi sao chị để? Không, thằng Phú, nhưng mà chị đi quay chị phải đi theo nó chứ không thằng Phú đừng vòng về còn chết nữa. Chết nữa. Ừ. Rồi. Rồi đang tiếp tục. Cái duyên. Em nói đó. Đang là cái duyên để có 70 sản phẩm gì đó. Thì thực ra đấy cái nghề của mình nó là cái duyên ấy. Tức là từ trước đến giờ em kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà khi cái này nó là cái duyên mà khi mà nhà em có người bị có vấn đề bị bệnh ấy thì mình biết đến những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe thì cái người nhà của mình khỏi bệnh. Thì sau đó thì mình tự dưng những cái sản phẩm tốt nó cứ tìm đến mình ấy. Dưng là nó cứ tìm đến mình ấy. Và sau khi mình thấy rằng là mình làm những cái ngành nghề khác rồi nhưng cái này là nó đem lại giá trị cho mọi người. Thì là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thế là em mới chuyển sang cái ngành nghề này. Thì công ty của em thì cũng được, hai vợ chồng cũng được 8 năm rồi. Thì hiện tại là công ty em có gần 70 sản phẩm của công ty, vừa là mỹ phẩm và vừa là thực phẩm chăm sóc về sức khỏe. Dạ. Tốt rồi đấy. Và cái sở gần ở công ty em là vì sức khỏe, tương lai người Việt. Nên là lúc nào mình cũng mong muốn là mang những cái sản phẩm tốt nhất và ưu việt nhất như tất cả những cái. Vậy là, cái năm nay á, là bất động sản là coi như là dạ. Tạm thời đứng yên đứng chỗ yên. Đặng phụ với vợ thôi đúng không? Sang mỹ phẩm và thực phẩm và sức khỏe. Đúng rồi. Đó, cái gì có thể đứng yên nhưng mà sức khỏe thì lúc nào cũng vậy, cũng phải cần được chăm sóc. Chăm sóc, đúng không? Nó đi lên ạ, không thì nó đi xuống. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cơ duyên gặp nhau thì là em biết Hằng là qua một cái bà chị ấy, bà chị đã chơi với ông anh, ông anh ấy đã chơi với em. Thế là qua đấy thì em biết đến Hằng. Thì Hằng là ở trên Hà Nội, sinh sống ở trên Hà Nội, em ở dưới Hải Phòng. Thế là Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi với bà chị. Thế là
chắp đũa cho nhau đó, gặp nhau đó đúng không? Vâng. Coi như bà chị và chị chơi với ông anh vậy. Của em, thế là coi như đi đâu đi bốn người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu, anh bảo là anh có một thằng em đẹp trai lắm, giám đốc công ty đẹp trai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Kiểu như thế thì em cũng muốn gặp. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp trai, công nhận là nhìn cái đẹp trai, nhưng mỗi tội là kiểu lúc nào cũng đúng là ít nói, nhưng kiểu lúc nào cũng tóm lại là kiểu như là lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Ngày trước thì lúc mình còn trẻ thì lúc nào cũng thích các anh thì phải săn đón nọ kia, nhưng gặp anh này thì anh ấy khác, anh khác, kiểu như nào cũng ta không cần đàn bà, cái kiểu như thế. Nhưng mà lúc đó là Khoa là trong tình trạng như thế nào, có bạn gái hay là đang một mình? Dạ thì lúc đó thì em có bạn gái ở Hải Phòng. Hả? Có bạn gái. Thế thì mình là ổng có rồi, cho nên là ổng gặp gái khác thì ổng lạnh lùng là chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái style là vậy. Người anh mà ăn lê đó, phát tỉnh ăn lê. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình thì không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn ấy. Hằng ấy, nhưng mà gặp đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ, hơi bị hút đấy. Mông thì lại cong như bò ngựa luôn. Mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Thì em có một bạn gái ở Hải Phòng và bạn này trên Hà Nội, cũng có một bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Như vậy là cô ấy có thế là đó. Thế là cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Đấy, Hải Phòng, Hà Nội, ba nơi luôn. Ba nơi có Đà Nẵng hay là không có? Thì ba thành phố. Có nghĩa là có ba bạn gái quả. Ở ba thành phố lớn. Ba thành phố lớn. Đó. Rồi sao? Rồi có làm quen với cô, có tỏ tình với cô không? Thì em chưa tỏ tình. Em mà em nhờ ông anh để nói chuyện với bà chị, xin số điện thoại của Hằng. Nhưng mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng thích xịn đẹp trai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cứ cái kiểu lơ là em rất là ghét. Nên là khi mà em gặp thì mình ấn tượng là cái nhất là em thấy rằng là anh này anh đẹp trai thư sinh. Ngày xưa anh em bây giờ lấy vợ tăng hơn 10 cân. Chứ ngày xưa kiểu gầy gầy á, xong rồi mắt loạng ướt. Mà tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp trai, công nhận. Nhưng mà có một cái điều gì đấy, tóm lại là em nhìn cái người đàn ông này có cái gì đấy em cái đôi mắt rất là buồn. Và nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Và cái vấn đề là khi là tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu, em không nghĩ là yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh nhắn tin liền tù tì 7 đến 10 ngày. Nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin, thế là sau bẵng đi tầm một tuần không nhắn tin nữa. Chơi chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Để thả rồi, thả ra xong tạo thói quen á. Đó, phụ nữ mình chết về mấy cái thói là quen vớ vẩn đó đó em. Chắc chắn là sau đó 7 ngày là cô này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ABCD? Thực ra lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa, chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà có một cái không anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là trời lạnh nhớ mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa? Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á, thói quen hư hỏng cho mình á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em mới nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc ấy anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà chị biết chắc chắn là khi mà em câu là em biết con cá này sẽ cắn đúng không? Em rất là tự tin trong việc đó. Có tự tin không Khoa? Thực ra thì em cũng không khẳng định em tự tin. Tại vì lúc đấy là con người em thì em thích làm việc. Còn cái việc là có bạn gái công việc đấy là một cái niềm vui cho mình. Bên cạnh cái thời gian mình dành cho cái việc lao động kiếm tiền. Thế là nếu như mà mình nhắn tin cho bạn và bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. Thế sao em phải xài chiêu làm gì cho khổ thế? Dạ. Thế tại sao em thì được hay không được? Gọi là được thì tốt mà không được thì cũng không được. Bắt buộc là phải được. Tại vì em biết là bạn này cũng rất là nhiều anh tán tỉnh. Thế là mình phải có một cái chiêu thì nó phải có sự khác biệt. Đó. Đấy, chứ nếu mà mình cứ săn đón thì lại giống như cái người đàn ông khác thì đó, chắc bạn ấy để ý chị nói á, là có nghĩa trong đầu em á, là em đã nhắm là em phải quen với bạn này rồi thì em mới mất công em xài chiêu như vậy. Chứ còn nếu không thì thôi, cứ nhắn theo kiểu ngoại giao thế thôi. Nếu mà thích anh thì nhắn lại, không thì thôi. Còn đây là phải 7 ngày liên tiếp em à. 7 ngày liên tiếp mà lại nhắn, may mà không nhắn nhầm ấy.
Thế có nhắn bên Hải Phòng, nhắn bên Thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi nhắn tên nhầm thì có mà chết. Ủa nhưng mà là em có suy nghĩ và em có nghi rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Tức là cái lúc đó, vâng, cái đợt là mới quen ấy thì là em chỉ nghĩ một điều rằng là nếu như mà anh này anh ấy cũng có nhan sắc này, công việc ok này, và lại sống một mình nữa thì em nghĩ là chắc chắn rất là nhiều người yêu. Nhưng mà thực ra ấy, là em chỉ nghĩ rằng là quan trọng cái người này người ta có xứng đáng với mình hay không. Mình có, tại vì lúc đấy em 25 tuổi rồi thì em nghĩ rằng là một là cái người này mình không phải cái tuổi để mà đi yêu một người mà tự dưng gọi là cái trò chơi nữa. Bây giờ đến với cái người này là mình phải xác định là người ta là chồng mình thì mình mới đầu tư thời gian. Còn không thì thôi. Chứ còn thực ra em cũng đoán là anh này rất là nhiều cái đối tượng, đấy là chuyện bình thường, đúng không ạ? Nếu có điều kiện tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều người yêu thì là bình thường. Với em thì em không có cái gì mà em mấy cả, mà sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó, thì là cái vấn đề phát hiện như nào thì một chút nữa kể. Rồi, bây giờ anh rất quan tâm đến cái việc là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? 6 tháng. Nghĩa là kể từ 7 ngày, sau 7 ngày mà không nhắn tin, đúng không? Vâng. Là 6 tháng sau là mới quen. Tức là anh này anh quen thì anh ấy cứ suốt ngày anh ấy cứ thả tin nhắn như thế thôi. Xong lúc nào anh rảnh thì anh chơi cái kiểu này. Ví dụ như chẳng hạn như là em cứ đang ở nhà thì anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Cái máy sấy ở nhà. Hoặc là ví dụ như đang nhắn tin với em thì là cứ nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này, anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu, và em đang ở nhà thì em làm này kia, xong đùng phát thì anh ở Hải Phòng mà, đùng phát anh bấm chuông dưới cửa anh mà, anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em, thế anh ấy thì em bảo em đang ở mình, thế anh ấy bấm chuông cửa dưới, may với con gái con dài chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, hay kiểm tra đột xuất. Chiêu mà chiêu của ổng mà đấy, hay kiểm tra đột xuất xong là cứ bắt đầu em ở đâu thì bắt đầu là, chứ ví dụ ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy hay em cho anh xem cái này xem cái kia đấy, xem là có ở nhà hay không. Nhưng mà sau, tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Đó, 6 tháng quen nhau thì bắt đầu phát hiện là như này. Cái hôm đấy bạn của anh ấy dắt một cái người bạn ở Hải Phòng lên, thì cái cô là con gái, thì cô tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy Kang Lam Sai chưa. Thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, anh không nói gì Facebook, thế là em thực ra để mà nói là em phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay. Thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook. Nhưng mà em, thế là lúc đấy cô ấy, lúc ấy cô ấy ăn mực, thế cô bảo là chị dắt em đi vệ sinh với. Thế là lúc này em dắt cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lép, không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì ấy. Thế xong em thì em cũng không hỏi chuyện gì cả, em không hỏi chuyện gì cả. Nhìn mặt tự dưng lúc đấy là tự dưng là mất tự nhiên rồi, đổi sắc mặt lên. Đúng rồi, kiểu gì nghĩ em là chắc là sẽ hỏi là Facebook là gì vào điều tra đây. Nhưng em không hề hỏi gì cả. Thế em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết. Thế là anh bảo chưa, thì người yêu cũ của anh ngày trước ấy thì là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết. Thực ra giờ cũng không có cái gì nhưng anh không muốn cho em biết. Thế bảo chứ anh sợ em hỏi người ta là Facebook của anh là cái gì các thứ đó kia, em không hề hỏi. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Rồi, thế ra Facebook ra, thấy ra Facebook là như này. Tức là ngày xưa anh ở một mình, thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài theo tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi. Nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè với em tìm hết ảnh, nó không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái em vào xem Facebook thì có một cô. Thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay, thì lại là cái ông thần tài mà theo ấy. Theo nhà anh này. Đúng, thế thì em ấy tìm ra là nhà cô ở chỗ này, cô này cô bán cái này cái kia, là em tìm ra hết. Xong cô còn có mụn ruồi ở đây. Em tìm hết nhá, thì em không hề nói. Và ngày xưa là anh này anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên. Thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa, chìa khóa con rùa. Thế em nhìn một phát em nghi ngờ, em bảo chứ tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này. Suy luận. Em suy luận, thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. Hai hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong, thì hai hôm sau em thấy cô đăng lên Face là cô đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện ấy cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì bảo thôi chết rồi,
ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Thế xong em bắt đầu em xuống đấy em bắt đầu chơi chiêu, tức là em mới xuống đấy một cái là em bắt đầu em chụp ảnh tất cả cái góc nhà của anh này, toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá hay lao là salon. Đó, em chụp ảnh xong hôm ấy anh này say rượu. Thế là em say rượu xong rồi em mới chụp, em bắt phải chụp với em, tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai, mới cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là thế em là cái gì của anh, nếu mà anh còn còn tình cảm với người ta anh đừng đến với em nữa, còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên xong bắt đầu là thế là người yêu mới lồng lên, rồi cái cô đấy mới lồng lên nhá, cô đấy mới lồng lên xong bắt đầu là tức là hôm ấy, tức là khi trước khi đấy thì em cũng gọi điện cho anh này rồi, em bảo là tức là em gọi là em biết rằng là người yêu anh nhà ở đâu. Rồi cô ấy bán cái gì, nhà ngõ bao nhiêu, có nhiều biết hết rồi bên này, đúng rồi, số điện thoại bao nhiêu luôn em biết luôn. Thế là anh đánh sợ quá, em mất anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó. Còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không đừng tiến đến với em. Còn em hôm cái cô đó cô đến có làm gì em? Không có, không làm cái gì cả. Nhưng mà anh này anh vẫn qua lại với cả. Thôi bây giờ chuyển nè, qua bên đây. Thời điểm đó em giải quyết làm sao? Em lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Thì nó cũng lý do thì thứ nhất là cuộc sống của em sống một mình, nghĩa là bố em thì mất từ hồi em học lớp 9, nên mà em thì cũng ốm, ba bị bệnh, nhưng mà bạn bị liệt nửa người, thế là em sống một mình với em, còn chị gái em thì lấy chồng như Hà Nội, thế là mình sống cuộc sống là phải tự lo mọi thứ. Thế còn tất cả những cái vấn đề mà mình yêu ấy thì nó một cái gì đấy như em vừa nói với chị ấy, nó cũng niềm vui cho mình, sau khi những cái công việc mà hàng ngày nó mệt mỏi gì đấy cũng niềm vui cho mình, cho mình cảm thấy nó cuộc sống nó happy. Thì cái bạn gái cũ ấy thì bạn cứ còn trẻ, bạn ấy kém em cũng rất nhiều tuổi, nhưng mà cuối cùng là em là tại sao em lại chọn đấy ở tại đấy đấy dạ vâng, thì vì cái câu chuyện thì bạn ấy còn trẻ, thế là về cái suy nghĩ của bạn ấy nó chưa được sự chín chắn, nhưng mà bạn Hằng này thì bạn ấy hơn bạn này về cái sự chín chắn trong suy nghĩ, nên là bạn cũng rất là đảm đang, lâu lướng mọi thứ rồi chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. Nhưng mà em giải quyết cô kia nó có dễ dàng không? Dễ. Thì thực ra thì đối với cô kia thì cô ấy khó thôi, chứ còn thì vì cô ấy rất là yêu em. Rồi bao lâu thì em cưới Hằng? Sau cái đó thì hai đứa bao lâu thì làm đám cưới? Sau khi giải quyết xong tầm một độ 3 tháng sau rồi. Em chửa 3 tháng. Sau 3 tháng sau nữa thì là quen nhau thì là 6 tháng là chính thức quen nhau. Bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chửa 3 tháng. Bầu hả? Thì có bầu thì anh này thì anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn ấy. Tự dưng lúc đấy thì nói chung là rất là khó khăn. Thì là bên Khoa khó khăn hay là em? Em thì không có cái gì cả, anh này thì lại khó khăn. Nói chung là hai đứa đến với nhau thì nó không có một cái gì cả. Tức là trước đấy thì anh này thì có nhà, có xe, có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Bắt đầu là lấy nhau là hết, không còn một cái gì cả. Lúc đó là em cũng chưa kinh doanh luôn? Em có kinh doanh nhưng mà cái công việc của em nó... Tức là khi mà em bầu thì cái công việc của em nó không cái công việc hiện tại á, em chưa kinh doanh cái mỹ phẩm mà cái... Chưa. Công việc hiện tại là chưa. Tức là em ngày trước em chuyên về làm về spa, với thẩm mỹ viện, với chuyên về tắm trắng. Rồi. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy. Em lại càng khó khăn nữa. Đó. Thì là anh này thì anh ấy cũng không muốn cưới, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em thể. Đó. Thế nên là em thì em không đồng ý. Em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra, nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm. Bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang chầu cao đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có chầu cao đến hỏi bố mẹ em. Đó, có người lớn đến hỏi bố mẹ em thì anh kể tiếp đi. Thì như câu chuyện em nói thì bố em mất rồi, thế là đến hỏi cưới bạn này thì phải nhờ bảo chú em. Chú em với cả chú em với cả chị gái. Thì nói chung là sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới một. Có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 15 rồi ạ. 10 năm. À lúc đó bé trong bụng là bé trai bé gái? Bé trai ạ. Bé trai. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em ba. Ba đứa. Dạ. Wow, chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Trời ơi, ba đứa rồi. Dạ. Trai gái đủ cả. Dạ hai bạn cuối cùng là sinh đôi.
Trời ơi, vậy hả? Là, coi là một đứa nữ, một đứa trai, một đứa gái hả? Đâu hai một hai bạn nữ là sau và bạn nam ở đầu tiên. À đứa đứa trai lớn là, còn là hai sinh xong sinh là hai đứa nữ. Dạ. Wow. Wow. Trời ơi thôi vậy là ngon lành quá rồi. Ủa nhưng mà là cái bạn cái lần sau á là đẻ cặp song sinh á thì có khó khăn gì không em? Hay có câu chuyện gì về cái việc gọi là sinh hai bạn ấy không? Cái câu chuyện thì nó cực kỳ dài nhưng mà em chỉ chia mình sẻ ngắn gọn thôi. Em chỉ chia sẻ một chút này. Thực ra hai cái bạn đấy thì khi mà bọn em chửi em vất vả lắm. Em chửi em thì em xin phép em kể cái sau khi mà lấy nhau đã, xong sẽ hai bạn đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn. Cái cuộc sống tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa. Xong rồi làm cái gì, một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền. Có nghĩa là không có một cái việc gì nó tức là vợ chồng ấy, tức là vợ chồng em, có nghĩa là những cái thời điểm ấy nói thì bảo cái thời này cách đây 10 năm mà gọi là trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Tiền thì nhà thì đi thuê, và đợt đấy khi mà em đang bầu thằng đầu tiên ấy, cái bạn đầu tiên ấy, thì không có một cái gì luôn. Có nghĩa là vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng rang nhiều quá mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên ban thân tài đi mua dưa để rang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy, thì chỉ gọi điện về quê là mẹ ơi, ở đây bây giờ toàn là gạo với cả toàn là rau của Trung Quốc, cứ nói thế để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng. Thế thì mẹ lại gửi rau với gửi gạo với gửi ngan ra, thì lại ăn được một tuần. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy, hai vợ chồng rất khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này thì chồng em thì cái yên nó bé như này thì chồng kiểu như là không ngồi được ấy. Bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của cái yên ngồi nó rất là khổ. Nhưng mà mình vẫn muốn là buổi chiều mình thấy lúc ấy cái công việc em nó không có, nó đang rất khó khăn, mình chở vợ mình buổi chiều là mới bắt đầu đi sạp điện rồi mà đi dạo. Thôi nhưng mà thực ra là để coi là kể sơ qua cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục, đúng không? Bây giờ thì là hai anh chị là mình nhìn vậy là mình thấy là bây giờ đang rất là đúng rồi, giàu có phủ phê rồi, đúng không? Trời ơi. Thành ra mới kết luận lại á là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á, đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi, đúng không? Hai bạn lấy nhau mười mấy năm. Mười năm. Một thập kỷ đó. Nếp tẻ đủ cả. Đó, thì đầu tiên là phải chúc hai người, gọi là chúc mừng hai người đã, đúng không? Chúc mừng đã, nhưng mà rồi chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á, thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó có lòi ra tật xấu gì không? Lúc đó bắt đầu mới là khi mà về ở chung nhà với nhau đó. Có tất cả lã lòi ra hết. Và những cái tật xấu đó tới bây giờ thực ra nó không phải là tật xấu đâu, mà là có những cái mà quái thai quái thú của đối phương mà mình không biết cái lúc mình đang yêu á. Đó, thì khi mà về với nhau như vậy á thì là những cái cá tính bắt đầu bộc lộ ra như vậy, thì mình vượt qua cái điều đó như thế nào? Ví dụ như là bạn vợ có cái gì mà em bị bất ngờ á, có nghĩa là lúc mà khi yêu á là không có, nhưng lúc về mới thấy. Ví dụ như là nhõng nhẽo quá thể này, hay là có một cái gì đó nó em làm em bị bất ngờ á, những cái gì mà chưa hài lòng và bất ngờ về những cái tính đó. Thì thực ra vợ em lúc mà quen em thì em thấy rất là hoàn hảo. Cái gì nhưng mà về làm vợ á, vâng rồi, và khi về làm vợ thì mình thấy sau một thời gian khi đẻ con các thì bạn ấy tập trung vào cái công việc kinh doanh, thì vợ em là live stream bán hàng mà. Là bạn ấy có cái việc nhà thì bạn ấy nó không được đảm bảo chu toàn lắm. Cái việc đấy thì cũng có giúp việc rồi, bây giờ hiện tại có việc. Hai là cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Đâu tật xấu gì? Nghĩa là lúc nào cũng phải sờ người em, tay nó kiểu như là lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Không chịu được. Có nó dễ thương mà. Có nghĩa là cứ gặp là đặt tay lên bụng. Để tay bụng sờ. Sao em không để lên má hay để lên vai mà để tay lên bụng? Không, đấy là thói quen. Ý nói là chồng ơi chồng tốt bụng hả? Đấy là thói quen của em. Thói quen từ bé. Thế nên là bây giờ lấy chồng thì cũng... Thôi nhưng mà đó là thói quen. Đâu cái đó dễ thương mà. Đáng yêu mà. Nhưng mà có hay la con không? Có hay mắng con không? Có.
Đó. Có bạn ấy cũng nhiều khi cũng áp lực công việc thì bạn cũng hay làm bằng con, nhưng mà thực chất thì em sống để em biết là bạn ấy cũng rất là yêu thương con. Dạ. Rồi có nghiện shopping không? Đó. Có nghiện shopping không? Ôi giời, nghiện nặng luôn ạ. Đấy, nghiện nặng con nghiện đúng không? Em thì có khoảng độ 1 tủ thôi, nhưng bạn phải 4 tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi. Nguyên... chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên một cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của bạn. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, rồi giày dép. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có ạ. Có nhiều ạ. Vẫn còn mang ạ. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tập đó. Có như là mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Tôi là cái như là mặc không kịp luôn. Và em thì rất là thích khi mà gặp cái việc gì mà nó buồn ấy thì là đi shopping cái đấy, là giải ngày, sầu ngay. Giải sầu ngay. Rồi bây giờ Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì thực ra thì em xác định là mình là một người đàn ông trong gia đình thì mình là phải người gánh vác, nên là em thấy thì là vợ em có những cái thói quen, tuy nhưng mà mình cảm thấy cái thói quen đấy nó cái gì là nó gọi là vậy là quá thì mình phải thay đổi, thế là em nghĩ là chắc là em cũng không cần vợ em cứ thay đổi được, cứ như thế là cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng lên lãi với các con, thế là được. Nhẹ nhàng với các con đó. Với bớt shopping lại em ơi, chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uống tiền lắm thiệt á, có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới phí lắm, thực sự rất là phí luôn. Nhà chị bị nên chị giờ gặp ai chị cũng khuyên hết á. Giờ chị bị. Nhưng mà nhiều khi đó là cái thú vui của người ta. Đúng rồi. Cái sở thích của người ta, không mua là xỉu đó, đúng không? Thôi chuyện sở thích khác đỡ tốn hao hơn đi em ơi. Rồi bây giờ tới em nè, đã bạn ấy có những tật xấu gì? Anh này thì nói chung là cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. chưa tìm cái đấy đã gào lên rồi, tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy, cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, tức là mỗi một người sinh ra thì không thể ai người ta cũng như ý của mình được. Có thể là mình mà mình có thể làm được nhưng người khác không làm được. Nhưng mà anh ấy hay kỳ vọng quá cao xong mà hay kiểu bực mình ấy. Cáu hay cáu đấy. Bực mình cáu lên xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu là đâu có anh ấy, đâu có cái thứ kia. Nhưng nó chỉ loanh quanh ở đấy thôi. Đấy. Rồi. Cứ bắt đầu mỗi lần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con, cả ấy là rúm hết cả người vào. Rồi. Không hiểu bố lại đèn. Một tật xấu đầu tiên là hay gào. Hay gào. Rồi đó. Nhưng mà nè, có hay ăn cái trưng diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Ôi trời, anh có trưng diện nha. Anh nhìn đi là chị thấy trưng diện nha. Điệu lắm luôn hả? Đây là đó, em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi đó, đó em thấy đó. Một logo đó. Ừ. Em đó. Em đó. Trưng diện sao? Anh này thì anh ấy điệu lắm, anh ấy sạch sẽ, tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy, và quần áo là phải giặt bằng tay, là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy, tức là anh ấy là một cái người như thế. Nhưng mà không, cái đó là thật tốt rồi, chị đang hỏi em thật xấu thôi. Giờ có chương diện nè, có xài, tức là em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha, còn ảnh có tốn tiền với quần áo với đồ hiệu đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng bao biện nè, bao biện là có nè, chắc chắn mấy cái có đồ luôn. Mấy cái đồ hiệu thì có giặt chung với mấy cái đồ không? Không ạ, giặt riêng. Em có mua một cái tủ lạnh để chuyên giặt quần áo của em thôi. Quần áo chứ. Em quần áo của em thì lúc nào nó hơi bẩn thì em mang ra tiệm giặt, còn không em giặt bằng có cái máy giặt nó cao này, mua được 80 triệu. Là máy giặt hiệu luôn đúng không? Giặt hấp, coi như là máy giặt hiệu để giặt quần áo hiệu đúng không? Tức là em thích xài đồ hiệu đúng không? Còn vợ em thì ghiền shopping đúng không? Đúng rồi. Hai chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng lòng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền đấy, để mình phục vụ cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy đó. Bây giờ là mong muốn chồng thay đổi gì? Em thì nói chung là mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Bớt cáu không? Mong bớt cáu lại. Tại vì là em cũng hiểu tại vì sao cáu mà, tại vì là áp lực công việc. Nhà em là cứ chồng em là cứ 6 giờ sáng dậy, xong bắt đầu là đi làm đến 1 giờ trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong thì hôm nào cứ vợ rủ ngủ trưa thì ngủ một tí, không thì lại đến 6 7 giờ tối về tập thể dục một tí xong rồi lại. Tức là cái áp lực công việc của anh ấy rất là nhiều. Em á cứ vừa đấm vừa xoa. Cái chương trình này nó bị lạc đề. Ví dụ có cái gì là tranh thủ, mình phải tranh thủ cơ hội để mà mình nói. Đó anh ơi, thế này nọ, em nãy nghe nói là chồng cáu lên cái là gia đình ai nấy rúng gió lại hết đúng không? Thì thực ra áp lực ai mà không có áp lực em. Yeah. Cái thời đại này ở xã hội ai cũng có áp lực hết, chứ không chỉ riêng ai, mà người ta hơn thua nhau ở cái điều là mình kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Mình kềm hãm được cái áp lực đó để mình không xả cho vợ con mình. Đó là cái điều mà mình hơn người khác. Thực sự là như vậy mà, trời ơi, chị áp lực lắm chứ bộ. Nhưng mà không bao giờ chị về mà chị
cấu chồng hay là cấu con, không có luôn. Thiệt, mình tìm cái cách xả cách khác, chứ mình không có xả lên lên vợ lên con mình. Đúng cái rồi. Đó mới là cái hay. Ngược lại mình cũng vậy. Vậy thì em mong muốn đi. Đó, mong muốn. Nói chung là mong muốn là chồng gọi là tạo áp lực cho người khác vừa vừa thôi. Cái nhất, cái thứ hai nữa là tìm cái đồ gì phải tìm kỹ, xong bắt đầu mới tìm đi rồi hãy cấu, đúng không? Tìm xong ra chưa tìm đã cấu. Không, mình cũng bị cái tính đó nè. Mình cũng bị cái tính đó. Rồi thôi, thực ra là bây giờ tụi em đã sống với nhau một thập kỷ rồi, cũng hiểu hết đường tơ kẻ tóc của nhau hết rồi. Vấn đề là bây giờ ai cũng giỏi hết, chồng giỏi, vợ giỏi. Tụi em càng giỏi thì tụi em sẽ càng nhiều áp lực. Và bây giờ vấn đề tụi em phải vượt lên chính mình bằng cách là giỏi hơn nữa, bằng cách là mình đừng tạo áp lực cho con cái mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, tức là vợ mình hoặc chồng mình. Cái đó là mới bền được. Cái đó mới bền được đó em. Chứ không là mệt mỏi lắm. Đến một lúc nào đó tụi em tiền kiếm gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần như vậy nữa là áp lực nó còn kinh hoàng hơn nữa. Đúng không? Thành ra là chị nghĩ là bắt đầu đè nén cảm xúc từ bây giờ sau đây. Và cũng rất là cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc của hai vợ chồng. Và thật sự mà nói là nhìn thấy hai bạn rất là đẹp đôi ha. Ganh tị với sợ và phải nói là đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc và thành công trong công việc. Và rõ ràng là trời sinh ra hai bạn là một cặp. Và để có được hạnh phúc này, đó là sự lựa chọn của cả hai. Nghe, hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn.